Xin thân ái kính chào cô chú anh bà chị em đến với chương trình và thật của chú cũng như học đại chúng hội thánh mắt tiếp tiên. Dạ, thì giờ này chúng ta sẽ bây giờ ai người hai và đó chúng ta sẽ tiếp là gì mà cô chú cũng với con sư phụ để cho cái niềm của một chúng con. Cảm ơn Chúa vì một ngày nữa chúng con sống trên đất này, chúng con cũng được nhiều phần công việc cầu nguyện con ta. Thì xin Chúa ở cùng chúng con, tôi xin thánh linh dìu dắt lời cầu nguyện của con, thì không có một lời nào không đẹp lòng nhưng mà ở tấm lòng của con khi mình sự đặt để cùng con thay chúng con cảm tạ ơn ngài. Tôi xin Chúa thương xót những tàu Việt Nam của chúng ta họ còn chưa biết đến Chúa. Tôi xin Chúa giúp đỡ tất cả những nhân sự và những người đã tin nhận Chúa rồi. Xin Chúa sức dầu ban con tin học đặt lời của Chúa trên môi miệng của nhân sự Chúa để chúng con đi rao giảng từ sáng của ngày cho Cảm những nhân ơn Chúa. dưới ở Cảm trong ơn Chúa vì Chúa chỉ làm cho người anh em con là Chúa tướng ngay giờ cho làm. Cảm cho ơn những người Chúa. chưa biết Lời đến ngày như đặt lời của Chúa để mà đi ra để nói về Chúa họ biết, bởi vì nếu Chúa, cảm Chúa ơn không Ngài. được ra Để thì cháu Phúc, họ sẽ Chúa không cho tin chúng con nhưng nhóm họ sẽ nhóm không biết về Chúa lại. nữa. Xin Để Chúa chúng con thương xót tất nguyện. cả những bậc lãnh đạo Chúa ơi, dân tộc chúng của con xin chào chúng cảm họ ơn cho để người họ hướng tìm dẫn, người được để họ sói lòng tìm nhớ. cái sự Rồi công cũng như cảm ơn cho sư tìm ra tướng là việc người gì hướng dẫn tốt nữa. để mà Xin chúc cầu sư ban như em để được rao giảng lời của ngài. nữa Tại Chúa, để Chúa cũng bảo vệ gìn giữ văn phòng mỗi một mà chúng con lời trong phòng ở dung đây này. cho em của chúng Chúa con ơi, từ người được em một, từng người một trong phòng tốt dung hơn đi có trên đấy. cảm ơn ngài. Xin Chúa ban Thầy ơn Út, cho tất cả thầy những bảo người vệ thánh cái sự gìn giữ của ngài. tôi tới Chúa Chúa cũng như tất cả những giáo ơi. sĩ mục sư đi giảng rồi Hallelujah, ngợi khen Chúa ba xin ba được ba 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 de bishop để de sự sức dầu của ngài bishop de tốt hơn bishop de để họ bishop đi de ra bishop làm chứng nhân thật từ cho ngài nữa. bishop Con cảm de tạ ngài, bishop con xin Chúa đầy ơn về sự sức dầu cũng như bishop phát triển mừng hơi thương lượng lời Hallelujah. thánh lời của Hallelujah. ngài để họ họ có sự mạnh mẽ giản dị giống như Chúa Giêsu đã giản dị đi ra và rao giảng nữa. Xin giúp ba ơn cho từng các bậc trung ương địa phương đều có tấm lòng yêu nước yêu dân để mà bước vào những phần phục vụ nữa cha ơi để đi phục vụ trong dịp Tết này nữa chạm các chốt nữa để được giữ an toàn cho người dân nữa. Cảm tạ ơn ngài, cảm tạ ơn Chúa. Một kinh nghiệm về thuộc về ba ngôi đứa trời của chúng Ở con được đồng ý sự quỳ và đức chi biết amen. Dạ thì giờ này con xin mời cô Tấm Lệ sẽ đại diện cầu nguyện cho các hội thánh, cầu nguyện cho những điểm nhóm. Dạ, xin mời cô Tấm. Thánh linh của Chúa đầy dẫy trên mỗi một chúng con. Thánh linh của Chúa chào ban ơn cho từng người một trong phòng dung của chúng con, đặc biệt là trên lãnh đạo của con là một sư lý hoài bão. Chúa ơi, chào ban ơn cho Chúa ơi, cho cô Trang nữa, gia đình của ông cũng mặc tay lọc được đầy ơn là sự phước hạnh của ngài. Chúa chào tươi mới của Chúa trên chức vụ của ông. Chúa ơi, càng ngày càng phóng tới trên ngon lành của Chúa để ông có sự không ngoan không sáng dẫn dắt về chiên của ngài. Chúa ơi, vì về chiên mà Chúa đã giao cho ông, để rồi về chiên của Chúa cũng được đi theo đúng đường lối của ngài, qua chức vụ của mục sư, qua sự sức dầu của Chúa trên ông. Con tin rằng mỗi một chúng con luôn luôn là vâng lời Chúa và vâng lời lãnh đạo của mình là một sư lý hoài bão, để chúng con được sự phước hạnh. Chúa ơi, khi sự vâng lời và con vâng lời Chúa và con nghe gìn giữ làm theo nữa. Hallelujah, cảm ơn ngài. Chúa ơi, chúng con không làm được, nhưng con tin rằng Đức Chúa Trời của con ngài làm được mọi điều. Xin giúp đỡ con, Chúa ơi, giúp đỡ con mỗi ngày để con sống kính sợ Chúa, yêu mến ngài và yêu ôm mến anh chị em của chúng con trong hội thánh và yêu những người lân cận của mình nữa, có tấm lòng yêu thương nâng đỡ để mà sống đẹp lòng ngài. Chúa ơi, con cảm ơn ngài nhiều lắm. Con cảm ơn Chúa vì thánh linh của Chúa ở cùng nhỏ yên ủi con, của chị sẽ trách cho con để mỗi ngày con bước đi theo sự dạy dỗ của ngài. Hallelujah, con danh Chúa Jesus con tuyên bố chúng con sẽ được tự do mọi bề. Dân Chúa Jesus Christ con chúc phước cho đường dinh truyền âm thanh những chiếu, tất cả đều được sự bảo vệ, được sự gặp tràn các thánh linh của ngài. Hallelujah, cảm ơn ngài Chúa. Hallelujah, 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 hallelujah
Dạ. Cảm ơn chú, cảm ơn cô Thấm Lệ. Dạ thì giờ này xin mời một sư hạ chú ạ. Sẽ có giờ thì xin mời một sư. Hallelujah, chúng ta hãy đến với Chúa và thờ phượng Ngài buổi tối ngày hôm nay. Ngày hôm nay là một ngày tốt lành mà Chúa đã dựng nên cho chúng ta. Chúng ta hãy vui mừng hớn hở trong ngày hôm nay. Amen. Amen. Hallelujah. Hãy đến với Ngài, một muôn người yêu Chúa, hãy hát tôn vinh ca ngợi danh thánh vui Giê-xu của chúng ta. Hãy đến với Ngài, muôn muôn người yêu Chúa, hãy hát tôn vinh ca tụng danh Thánh, đưa tay cao lên trong nơi đền thờ Thánh, hãy ngợi khen Chúa, Ngài là vua của ta. Hãy đến với Ngài nào. Hãy đến với Ngài, muôn muôn người yêu Chúa, hãy hát tôn vinh ca tụng danh Thánh, đưa tay cao lên trong nơi đền thờ Thánh, hãy ngợi khen Chúa, Ngài là vua của ta. Hãy đến cùng nhau đến với Ngài, hãy đến với Ngài, hãy đến với Ngài, muôn muôn người yêu Chúa, muôn muôn người yêu Chúa, hãy hát tôn vinh, ca tụng danh Thánh, đưa tay cao lên, amen, trong nơi đền thờ Thánh, hãy ngợi khen Chúa. Ta hãy cùng nhau đưa cao đôi tay mình lên nào anh em ơi, đưa tay cao lên trong nơi đền thờ Thánh, hãy ngợi khen Chúa, Ngài là vua của ta, Ngài là vua của ta. Amen. Cảm ơn Chúa, Ngài là vua của chúng con vui mừng để tôn cao chúc tán Ngài buổi tối ngày hôm nay. Chúa ơi, hallelujah, buổi tối cuối năm âm lịch này, Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài thật là nhiều cái sự hiện diện của Ngài điểm này dễ đời sống của chúng con và làm cho chúng con kinh nghiệm sự tươi mới ở trong Thánh Linh Ngài. Hallelujah. Mừng vui trong danh cứu Chúa, hoài hãy cứ luôn mừng vui mỗi ngày. Mừng vui trong danh cứu Chúa, hoài hãy cứ luôn mừng vui mỗi ngày. Vui thay, vui thay, hãy cứ luôn mừng vui mỗi ngày. Mừng vui trong danh cứu Chúa, hoài hãy cứ luôn mừng vui mỗi ngày. Chúa
sẽ phải hát một lần nữa. Mừng vui nào. Mừng vui trong danh cứu Chúa, hoài hãy cứ luôn mừng vui mỗi ngày. Mừng vui trong danh cứu Chúa, hoài hãy cứ luôn mừng vui mỗi ngày. Vui thay, vui thay, hãy cứ luôn mừng vui mỗi ngày. Mừng vui trong danh cứu Chúa, hoài hãy cứ luôn mừng vui mỗi ngày. Chúng ta hãy tạ ơn nhé. Tạ ơn trong danh cứu Chúa, hoài hãy cứ luôn tạ ơn mỗi ngày. Tạ ơn trong danh cứu Chúa, hoài hãy cứ luôn tạ ơn mỗi ngày. Vui thay, vui thay, hãy cứ luôn tạ ơn mỗi ngày. Vui thay, vui thay, hãy cứ luôn tạ ơn mỗi ngày. Bình an trong danh cứu Chúa, hoài hãy cứ luôn bình an mỗi ngày. Bình an trong danh cứu Chúa, hoài hãy cứ luôn bình an mỗi ngày. Vui thay, vui thay, hãy cứ luôn bình an mỗi ngày. Mừng vui trong danh cứu Chúa, hoài hãy cứ luôn mừng vui mỗi ngày. Mừng vui trong danh cứu Chúa, hoài hãy cứ luôn mừng vui mỗi ngày. Hãy cứ luôn mừng vui mỗi ngày. Amen. Hallelujah. Chúng ta hãy cứ luôn mừng vui mỗi ngày trong đời sống của chúng ta, vì lời Chúa nói với chúng ta rằng là hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không ngừng, làm trong mọi việc hãy dùng lời ngợi khen và cảm tạ Chúa. Hallelujah. Chúa cũng nói với chúng ta rằng hãy vui mừng lên. Tôi lại nói một lần nữa, hãy vui mừng lên. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, trong ngày chúng con có sự vui mừng trời. Với tất cả vinh quang chúng con xin dâng lên cho Ngài trời. Với tất cả vinh quang chúng con xin dâng lên ngôi Ngài. Duy danh Cha con chúc tụng Vua hiên vinh. Chúc tán Chúa mua cả vui mừng, mong được tôn cao danh Ngài. Hallelujah. Với tất cả vinh quang chúng con xin dâng lên ngôi Ngài. Duy danh Cha con chúc tụng Vua hiên vinh. Chúc tán Chúa mua cả vui mừng, mong được tôn cao danh Ngài. Hallelujah. Với tất cả vinh quang chúng ta hát lên. Chúng con xin dâng lên ngôi Ngài. Danh Cha con chúc tụng Vua hiên vinh. Chúc tán Chúa mua cả vui mừng, mong được tôn cao danh Ngài. Hallelujah. Cùng ca vang Hallelujah. Hãy ca vang Hallelujah. Cùng ca vang Hallelujah. Hãy ca vang Hallelujah. 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 Trong Cha là sự sống con, trong Cha là sự mới con, trong Cha là niềm hy vọng trong Chúa. Hỡi Cha, trong Cha là sự sống con, trong Cha là sự mới con, trong Cha là niềm hy vọng trong Chúa. Hỡi Cha, trong Chúa, hỡi Chúa, chỉ trong Cha. Hosanna, Hosanna, ca ngợi Vua hiên vinh. Hallelujah, hãy ca ngợi lên. Hosanna,
Hosanna, Hosanna ca ngợi vua hiến vinh. Tôn vinh danh Cha toàn năng, tôn vinh danh Cha toàn năng, tôn vinh danh Cha toàn năng. Hosanna trên trời cao, đời đời huy hoàng, huy hoàng, oai quyền. Thiên vinh thay là vua các vua, huy hoàng, huy hoàng, oai quyền. Thiên vinh thay là vua các vua, khắp các nước trong trần gian. Alleluia, khắp các nước trong trần gian, hãy hát dương ca ngợi Chúa thiên thượng. Hosanna trên trời cao, đời đời vinh diệu, vinh diệu, vinh diệu. Chúa trên trời cao rất cao. Alleluia, vinh diệu, vinh diệu. Chúa trên trời cao rất cao. Tôn vinh, tôn vinh danh Cha toàn năng. Hosanna, tôn vinh danh Cha toàn năng, tôn vinh danh Cha toàn năng. Hosanna trên trời cao, đời đời Hosanna trên trời cao, đời đời Hosanna trên trời cao, đời đời. Alleluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna ca ngợi vua hiến vinh. Hosanna, 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 Hosanna ca ngợi vua hiến vinh. Khắp các nơi trong trần gian, hãy hát dương ca ngợi Chúa thiên thượng. Hosanna trên trời cao, đời đời khắp các nước, khắp các nước trong trần gian, hãy hát dương ca ngợi Chúa thiên thượng. Hosanna trên trời cao, đời đời ngài. Hallelujah, Chúa chúng con Hosanna trên trời cao, đời đời trên trời cao, đời đời. Chúa chúng con chúc tôn ngài, ngợi khen Chúa vì mọi điều tốt lành ngài ban chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Hallelujah, hallelujah, amen, amen. Hallelujah, Jesus. Trọn lòng này chúng con thờ phượng ngài. Chúa, chúng con nói với Chúa rằng chúng con chỉ thờ phượng một mình ngài mà thôi. Ngoài ngài ra, chúng con sẽ không thờ bất kỳ một thần nào khác, dù đó là thần tượng, hay là dù đó là sự tham lam, hay là tiền bạc, hay là của cải danh vọng của đời này. Chúng con sẽ không thờ một ai cả, không xem bất kỳ một ai quan trọng hơn ngài. Vì Chúa, ngài là chủ của chúng con, ngài đấng tối cao trong đời sống của chúng con, ngài cầm quyền kiểm soát đời sống của chúng con. Oh, hallelujah, amen, amen. Trọn lòng phương Cha chi thay, còn được nhìn xem Chúa Giêsu. Ôi, chính Chúa Giêsu là vua của con, ngài được tôn cao. Hãy
sức mới luôn. Niềm vui của cha là lòng khao khát con, mọi vinh quang xin dâng cha. Tôi con tôn vinh Ngài, con tôn vinh Ngài Giêsu, Giêsu con tôn cao Ngài. Mọi điều trong tâm con và hết linh hồn này, lòng yêu Cha và mến yêu tôn kính Cha. Con tôn vinh Ngài, Giêsu con tôn cao Ngài. Mọi điều trong tâm con và hết linh hồn này, lòng yêu Cha và mến yêu tôn kính Cha. Lòng yêu Cha và mến con nói với Ngài rằng Chúa ơi, chúng con yêu mến Ngài và lòng chúng con khát khao được tôn thờ Ngài. Chúa ơi, Giêsu Giêsu, Alleluia. Ngài là vua bình an của chúng con, vì duy chính Chúa Ngài đáng tôn thờ, vì duy chính Chúa Ngài là vua. Chúa ơi, chúng con tôn thờ Ngài, cuộc đời chúng con xin dâng lên cho Ngài. Chúa ơi, Alleluia. Ngài là bình an của chính tâm hồn, Ngài giúp con mỗi khi cần, là nguồn cây trông, là nguồn cây trông của con mỗi ngày. Ngài dẫn con đến trước ngôi nơi ấy, chính Chúa Ngài thần hiền minh, lòng con chúc ban thờ phượng Chúa muôn đời, và con muốn thấy mặt Ngài. Cha ơi, vì duy chỉ Chúa Ngài thần đáng tôn thờ, vì duy chỉ con muốn thấy mặt Ngài. Cha ơi, vì duy chỉ Chúa Ngài.
lòng con mãi mãi thuộc Ngài, và con suy tôn Ngài giờ đây. Vì suy chính Chúa Ngài thần đáng tôn thờ, vì suy chính Chúa Ngài thần thiên vinh. Lòng con mãi mãi thuộc Ngài, và con suy tôn Ngài giờ đây. Vì suy chính Chúa Ngài thần đáng tôn thờ, vì suy chính Chúa Ngài thần thiên vinh. Lòng con chúc ban thờ phượng Chúa muôn đời, và con muốn thấy mặt Ngài. Cha ơi, vì suy chính Chúa Ngài thần đáng tôn thờ, vì suy chính Chúa Ngài thần thiên vinh. Lòng con mãi mãi thuộc Ngài, và con suy tôn Ngài giờ đây. Lòng con mãi mãi thuộc Ngài, và con suy tôn Ngài giờ đây. Và con suy tôn, suy tôn ở mình Ngài. Con tôn cao Ngài Chúa, con tôn cao Ngài. Cả tạo vật đang hướng về Ngài thần bình yên duy Chúa. Con tôn cao Ngài Chúa, con tôn cao Ngài. Ngài là Giê-xu Chúa con hằng tôn cao. Con tôn cao Ngài Chúa, con tôn cao Ngài. Cả tạo vật đang hướng về Ngài thần bình yên duy Chúa. Con tôn cao Ngài Chúa, con tôn cao Ngài. Ngài là Giê-xu Chúa con hằng tôn cao. Là Giê-xu Chúa con hằng tôn cao. Ngài là Giê-xu Chúa con hằng tôn. Hallelujah, Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì một buổi tối phước hạnh ngày cho chúng con được ở dưới bề chân của Ngài, để rồi được thờ phượng Ngài và rồi được học lời Chúa cùng với mục sư nhà truyền giảng tin lành Daniel. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa buổi tối phước hạnh ngày hôm nay. Xin Chúa Ngài hướng dẫn, tiếp tục dẫn dắt chúng con, giúp đỡ chúng con, để rồi chúng con kinh nghiệm Chúa nhiều hơn nữa. Con ngợi khen Ngài và con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Pastor Daniel, it's our time today. Thank you, Pastor Tu. Good evening, everybody. Xin chào tất cả ông bà anh chị em buổi tối ngày hôm nay. It was very exciting to be here with brother and sister in Vietnam, Tinai Baptist Church. Yeah, tôi rất là vinh dự khi được ở đây tại Việt Nam cùng với anh em chúng ta tại Hội Thánh Thiên Ái. I thank Lord for the time given to me and the opportunity given. Tôi cảm ơn Chúa vì thời gian mà Chúa ban cho tôi gọi cùng với ông bà anh chị em, và cơ hội mà Ngài ban cho tôi để rồi tôi được chia sẻ lời Chúa cho ông bà anh chị em. By Pastor Bao and his team, which is Sister Lam, Christian, Mr. Tu, and all teams. Thank you very much.
Dạ, cảm ơn Mục sư Bảo, cảm ơn Lam, cảm ơn ban trị sự của Hội Thánh Thiên Ái, cảm ơn Mục sư Tố, cùng cảm ơn tất cả ông bà anh chị em. I also thank you for Pastor Vincent and Heliana Juang, Harvest Academy founder, also present this time, also Pastor Sabto, Chairperson Harvest Academy Indonesia. Dạ, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Mục sư Vincent, Mục sư Amada, rồi Mục sư Sabto cùng những anh em chúng ta ở bên Hội Thánh, ở bên Indonesia. And also Evangelist Paul Hong, Chairperson of Harvest Academy Australia for the present tonight. Dạ, và rồi tôi cũng cảm ơn đến sự hiện diện của một người anh chị em chúng ta ở bên Úc cũng tham dự với chúng ta trong buổi nhóm ngày hôm nay. Thank you. Our theme this evening is focus on Great Commission. Dạ, và bài giảng tối ngày hôm nay tôi muốn đem đến cho ông bà anh chị em đó là chúng ta cần phải tập trung vào trong đại mạng lệnh. How many of us know that heartbeat of the church is Great Commission? Dạ, bao nhiêu người trong số ông bà anh chị em biết rằng cái nhịp đập, cái con tim của hội thánh đó chính là đại mạng lệnh? The purpose of the church is Great Commission. Dạ, cái mục đích của hội thánh đó, đó là để hoàn tất đại mạng lệnh Chúa Giêsu đã giao phó. Before we begin, let's read Matthew 28:19-20. Dạ, trước khi mà chúng ta vào bài giảng thì chúng ta sẽ nói về một chút về năm 2022. Yeah, you can read in Arabic language. Sorry. Yeah, you can read that in Vietnam language. That part. Matthew 28:19-20. Dạ, bây giờ mình sẽ cùng mở ra ở trong Matthew chương số 28 và câu số 19 đến câu số 20. Lời Chúa nói với chúng ta rằng là vậy, hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ ta, là bắt tem cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con, và này ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế. Thank you. Heartbeat of God also mentioned in 2 Peter 3:9. Cái tấm lòng của Đức Chúa Trời cũng được nói đến ở trong Phi-rơ nhì chương số 3 và câu số 9. Phi-rơ nhì chương số 3 và câu số 9. The Lord, yeah, again, you can read that in Ephesians. Yeah. Chúa không chậm trễ trong việc giữ lời hứa của Ngài, nhưng như một số hiện người nghĩ rằng là Ngài đang chậm trễ, Ngài kiên nhẫn với anh chị em, không muốn một ai hư mất cả, nhưng muốn mỗi người đều ăn năn. I want to bold that heartbeat of God is this, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Dạ, tôi muốn nhấn mạnh được cho ông bạn cho em biết rằng cái tấm lòng của Đức Chúa Trời chúng ta đó là gì? Đó là Ngài không muốn ai, không muốn bất kỳ một ai hư mất cả, nhưng muốn mọi người đều ăn năn. 1 Timothy 2:4. Trong Timothy nhất chương số 2 và câu số 4. Lời Chúa nói với chúng ta rằng là Ngài muốn mọi người được cứu rỗi và đạt đến sự hiểu biết chân lý. Yeah. Similar to the previous one, but this one I read for you in English. Who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth? Cái câu này thì nó cũng giống như câu ở trong Phi-e-rơ, nhưng mà nó hơi khác một chút. Thì tôi đọc lại cho ông bạn chị em đó là gì? Đó là Ngài muốn mọi người được cứu rỗi và đạt đến sự hiểu biết chân lý. As we are knowledge that still many people on earth haven't heard about Jesus Christ. Dạ, bạn cho em biết một sự thật sẽ là gì không? Là có rất là nhiều người trên thế gian của chúng ta đang sống đây này, là họ chưa từng được nghe về Chúa Giêsu. And about 5.5 billion people. Dạ, có số lượng followers. Người chưa được, số lượng người mà chưa được nghe về Chúa Giêsu, chưa bước đi theo Chúa Giêsu là khoảng gần 5,5 tỷ người. And this is serious. Dạ. We need to focus on this business. Dạ. Cái điều này rất là nghiêm túc nè mà anh chị em, chúng ta cần phải nghiêm túc và thi hành thực hành đại mạng lệnh mà Chúa giao phó cho chúng ta. We have the message. Chúng ta có một cái sứ điệp. Jesus Christ still forgives. Jesus Christ still delivers. Chúa Giêsu Ngài vẫn đang tha thứ, Chúa Giêsu Ngài vẫn còn đang có thể giải cứu chữa lành. Jesus Christ still set free.
Chúa Giêsu ngài vẫn đang cứu anh giải Jesus phóng con Christ still saves. Chúa Giêsu ngài vẫn đang cứu rỗi mọi người. Jesus Christ still restores. Chúa Giêsu ngài vẫn đang phục hồi mọi người. Jesus Christ still renew. Chúa Giêsu ngài vẫn đang làm tươi mới mọi người. Jesus Christ still heals. Chúa Giêsu ngài vẫn đang ở đây. Still does miracles. Yeah. Chúa Giêsu ngài vẫn chữa lành, still ngài vẫn làm phép lạ. Chúa Giêsu ngài vẫn still làm. Supplies. Yeah. Jesus Christ still give abundant life and yeah. eternal life. Chúa Giêsu ngài vẫn tiếp tục ban cho chúng ta sự sống đời đời, sự sống sung mãn của Đức Chúa Trời. Jesus Christ still the same yesterday, today and forever. Chúa Giêsu ngài không bao giờ thay đổi, ngày hôm qua, ngày hôm nay cho đến đời đời. What does it mean for us? Điều này có ý nghĩa gì với chúng ta đây ạ? It means that you and I have the message. Điều này có nghĩa là tôi và ông bạn chị em có. Still really needed. Chúng ta có một cái sứ điệp mà những cái người hư mất vẫn đang rất là cần. And who will tell these people? Vậy to ai... the unbelievers. Vậy ai sẽ là người để mà nói cái sứ điệp đây ra cho họ để rồi họ có thể được giải cứu đây? Somebody needs to tell them. Chúng ta cần phải có một ai đó để đi ra để mà nói về Chúa cho họ. In Vietnam, in your family, in your workplace, in your environment. Ở tại Việt Nam, ở tại chỗ làm của ông bà anh chị em, ở tại nơi ông bà anh chị em sinh sống, người ta vẫn cần được nghe phúc âm và mình cần phải đi ra để nói về Chúa cho họ. How many of us know that there are many people? Bao nhiêu người trong số chúng ta biết rằng là vẫn còn đang có rất là nhiều người at the very edge of their life. À, đến cuối cuộc đời của họ. They are facing the eternal life very soon. Và họ phải đang đối diện với cõi đời đời. But not giving their life to Jesus. Nhưng mà yet. Những người đó vẫn còn chưa có giao phó đời sống của mình cho Chúa Giêsu. They still need the message from vẫn you còn... and I. Họ the message đang... we have. Họ vẫn còn đang muốn, đang có cái khả năng để nghe cái sứ điệp mà tôi và ông bạn chị em chia sẻ cho họ. In 2 Corinthians 5. Ở trong Corinto nhì, Corinto nhì chương số 5 và câu số 17. Therefore, if anyone is in Christ, is a new creation. Vì vậy, nếu ai ở trong Chúa cứu thế, người ấy là một sinh vật mới. All things have passed away. Mọi điều cũ đã qua đi, mà all nay things mọi have sự become trở new. Nên mới. Mọi điều cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. Và Chúa Giêsu ngài đã phục hồi lại chúng ta với Đức Chúa Trời và ban cho chúng ta một cái sứ điệp giải hòa để rồi chúng ta có thể đi ra và làm gì để rồi chúng ta giải hòa mọi người. What does it mean? Điều này có nghĩa là gì ạ? It means that when we are giving up our sin over to God and ask God to forgive our sin. Điều đó có nghĩa là khi mà chúng ta ăn năn tội lỗi của mình, chúng ta trình dâng tất cả mọi điều đó lên cho Chúa và xin Ngài tha thứ tội lỗi của chúng ta. He gave us abundant life and eternal life. Thì lúc đó Ngài ban cho chúng ta một sự sống đời đời, một sự sống sung mãn của Đức Chúa Trời. There was exchange took in place at the time. Có một cái sự thay đổi, một cái sự hoán đổi vĩ đại xảy ra vào lúc đó. And since that we are ministering that exchange. You and I ministering the exchange. Và cái đó là cái sự thay đổi, sự hoán đổi vĩ đại đó là cái công tác chức vụ của chúng ta. Chúng ta phải giúp cho người ta để người ta có thể được biến đổi. We are ministering the exchange of reconciliations. Chúng ta làm gì? Chúng ta đi rao giảng cái chức vụ giải hòa này cho mọi người. Hallelujah. Hallelujah. What a great honor and privilege. Đây là một cái vinh dự cũng như là một đặc ân cho chúng ta. An opportunity. Để rồi chúng ta có thể đưa họ đến and responsibility. Đó là một cái trách nhiệm của chúng ta. That you and I have in Christ as ambassador on this earth.
là một cái đặc ân, một cái trách nhiệm mà chúng ta cần phải có như là một người đại diện của Chúa Giêsu ở trên đất này. It is amazing what God doing to his creation, which is to us. Đó chính là điều mà Chúa Ngài muốn làm đối với tạo vật của Ngài, đối với chúng ta. There is gospel, plan, problem, solution, and decision to make. Và đó nói về cái sứ điệp phúc âm, đó là một cái sứ điệp nói về những cái điều mà chúng ta cần phải làm cho họ để rồi họ có thể đưa ra những cái quyết định cho đời sống của họ. Hallelujah. Hallelujah. We have to do that because God plans to save us, to save his creations, the man. But then we still separated from God by our sin. Yeah. Cái đó, đó là cái điều mà Đức Chúa Trời Ngài muốn làm đối với con người là tạo vật của Ngài. Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta đang vẫn còn đang cách biệt với Đức Chúa Trời vì có tội lỗi của chúng ta. And he has a solution. Give his life, his only son to us to pay our sin. Và vì cớ tội lỗi của chúng ta nên Chúa Đức Chúa Trời phải đưa ra một cái giải pháp, đó là cần phải hy sinh chính mạng sống của con một yêu dấu của Ngài để chết thay cho tội lỗi của chúng ta, để rồi chúng ta được phục hòa lại với Ngài. And now that's the decision to make for us. Và Ngài cho chúng ta một cái sự lựa chọn để rồi chúng ta có thể quyết định cho đời sống của mình. Hallelujah. Hallelujah. Also we have authority. Authority. Yes, authority. Yeah. We have authority from God. Và chúng ta là những người đại diện, người những cái sứ giả của Đức Chúa Trời, chúng ta cũng có cái thẩm quyền từ Đức Chúa Trời cho chúng ta. Matthew 28:18. Ở trong Matthew chương số 28 và câu số 18 là Chúa nói với chúng ta rằng là tất cả mọi thẩm quyền trên trời và dưới đất đều đã giao cho ta. Amen. Amen. And you all. And Jesus came and spoke to them, saying, "All authority has been given to me in heaven and on earth." Chúa Giêsu đến gần và bảo các môn đệ, tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho ta. Authority is the power to act, to have dominion. That is what we have. Thẩm quyền chính là cái quyền năng để rồi chúng ta hành động, quyền năng để rồi chúng ta cai trị là cái điều mà Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho chúng ta rồi. In Luke, we can read that Jesus called his 12 disciples together and give them power and authority over all the demons and to cure diseases. Và rồi ở trong sách Luca chương số 10 câu số 10 giờ 9, Chúa Giêsu Ngài gọi các môn đệ của Ngài lại và Ngài ban cho họ quyền năng để rồi bị quyền uy dày đạp trên rắn độc bọ cạp và trên mọi quyền năng của kẻ thù nghịch, rồi không gì làm hại họ được, có nghĩa là những cái quyền năng để rồi chữa lành, giải cứu, đuổi quỷ, kêu người chết sống lại. After that, in Luke 10, he also called and give authority to the 12 and now 70 of them. Trước đó thì Ngài chỉ sai một vài người đi thôi, nhưng mà trong lần sau này thì Chúa Giêsu Ngài sai 70 cái người để rồi đi ra từng tuổi một. And in upper room there were 120 disciples. Và rồi ở trong cái phòng cao á, trong ngày lễ ngũ tuần đó thì có 120 môn đệ. And before Jesus going up to the heaven there are more than 500 people. Và khi mà Chúa Giêsu Ngài được cất lên trời, Ngài thăng thiên đó, thì ở lúc đó có 500 môn đệ. They also have that authority given to them. Và những người đó là những người mà được Đức Chúa Giêsu Ngài ban cho thẩm quyền, cũng giống như chúng ta. And we can read in Acts when Peter preached and 3,000 people give them life to Jesus. Và rồi chúng ta thấy ở trong sách Công Vụ là khi mà Peter mà đứng lên giảng đó, thì sau cái bài giảng của ông thì có 3,000 người tin Chúa. From that time, the gospel spreading all over the world. Từ thời điểm đó đi, thì bắt đầu phúc âm của Chúa lan truyền ra toàn bộ thế giới. Yeah. For example, when we were out to see people in the village,
This is my testimony. When we were out to see people in the village, they were not the believers yet. Dạ. Và đây là cái lời chứng của tôi khi mà tôi cùng với những cái đội truyền giáo của tôi đi ra và gặp những cái con người ở trong cái vùng thôn quê đó là họ vẫn chưa được giải cứu. And they are trying to reach us. Và họ cố gắng để mà you know to reach, yeah. Để cố gắng để mà chạm lại chúng tôi. But it didn't work. Nhưng mà nó không có tác dụng. The witch didn't work to us. The witch. Which you know it's magic. Didn't work. Tức là to những cái người phù thủy á, những cái người làm thầy bùa thầy chú đó là họ cố gắng dùng những cái tà thuật đó họ để họ tấn công chúng tôi. Nhưng mà nó không có tác dụng gì chúng tôi cả, nó không ảnh hưởng. Why? Because we have authority of God. Tại sao những cái người đó cố gắng dùng bùa chú để mà ảnh hưởng chúng tôi mà không được? Bởi vì chúng tôi có thẩm quyền của Đức Chúa Trời. And the devil have no power over it. Yeah. Và cái khả năng của họ thì không thể nào mà thắng được cái quyền năng đến từ vương quốc thiên đàng được. That's why we have to be careful with our tongue. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận đối với lưỡi của mình. Whatever came out from our, you know, mouth, you know, our words, it has authority. Yeah. Những cái lời mà chúng ta nói ra từ miệng của chúng ta, những lời mà chúng ta nói ra đó, nó có thẩm quyền kèm theo. And sadly, many Christians don't believe it, or you know, they doubt of it. Yeah. Nhưng mà một điều đáng buồn là rất là nhiều cơ đốc nhân không có ý thức được cái điều này và họ nghĩ rằng chắc là không có cái gì đâu, cứ nói đại nói tùm lum la. And this is danger. Và khi mà họ nói như vậy thì họ đang đặt mình vào cái chỗ nguy hiểm. When you are in your family, and you're not, you know, try to manage your mouth. Là cơ đốc nhân, nếu mà chúng ta ở trong gia đình của mình mà mình không có cố gắng để mà kiểm soát cái miệng của mình. When you're talking to your children, or to your parents, or to your brother, sister, or your relative. Khi mà mình nói chuyện với lại bố mẹ của mình, với con cái của mình, hay là họ hàng của mình, người thân của mình, cha mẹ, vợ chồng của mình. Be careful, because they will become as what you mouth say. Hãy cẩn thận bởi vì những cái lời mà ông bà chị em nói ra đó sẽ nó sẽ trở thành sự thật. Yeah. We have authority of the kingdom of darkness. Chúng ta có cái thẩm quyền trên cái vương quốc của bóng tối. We have authority over sickness, over diseases, over poverty. Chúng ta có thẩm quyền trên bệnh tật, trên ốm đau, chúng ta có thẩm quyền trên sự nghèo đói. And once we go up, all heaven backing up our privilege. Và khi mà chúng ta bước ra với thẩm quyền mà Chúa ban cho chúng ta đó, thì một cái kingdom of God with us. Đến chúng ta có thể được bảo vệ. All angels. Tất cả mọi thiên sứ. All power behind us. Tất cả những cái quyền lực. Holy Spirit in us. Không thể thắng được Đức Thánh Linh ở Chúa ở trong chúng ta. Remember, commissioning is authority. Hãy nhớ or command to act. Cái đại mạng lệnh của Chúa là cái thẩm quyền, là cái quyền năng để rồi chúng ta có thể hành động. We have authority on another to act in the name of Jesus Christ. Chúng ta có thẩm quyền ở trong danh của Chúa Jesus Christ để hành động, để thực thi điều đại mạng lệnh của Chúa ở trên đất này. And we have power. Và chúng ta có quyền năng. Act 1:8. Ở trong công vụ đoạn 1 câu số 8. Công vụ đoạn 1 câu số 8 là Chúa nói với chúng ta rằng là nhưng các con sẽ nhận lãnh quyền năng khi Đức Thánh Linh đến trên các con, và các con sẽ làm nhân chứng cho ta tại Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng quả đất. Amen, amen. Amen. Let me read in English. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Amen. Hallelujah. Nhưng khi các con nhận lãnh quyền năng đó, quyền năng các con sẽ nhận lãnh quyền năng khi Đức Thánh Linh đến trên các con, và các con sẽ làm nhân chứng cho ta tại Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samaria cho đến cùng trái đất.
When we are gospel or sharing good news of God, power is coming to us. Yeah. Khi mà chúng ta bước ra mà chúng ta đi rao giảng phúc âm của Chúa đó thì quyền năng của Chúa sẽ đi cùng God's với chúng ta. God's power through the Holy Spirit with us. Yeah. Quyền năng của Đức Chúa Trời ở trong Đức Thánh Linh Ngài ở trong chúng ta. Such as tonight, when I sharing God's word, there is power in it. Yeah, cho nên là và tối ngày hôm nay khi mà tôi chia sẻ lời Chúa với ông bà anh chị em á, thì có quyền năng ở trong những cái lời Chúa được nói ra qua miệng của chúng tôi. We believe the sickness is healed. Yeah, chúng tôi sẽ chứng kiến chúng ta ra lệnh cho những cái bệnh tật phải được chữa lành. We believe there is a set of free of people from the sin. Tất cả những tội lỗi phải được tha thứ, được những người đã ở trong sự trói buộc của tội lỗi sẽ được tự do. Because the power is now with us. Bởi vì cái quyền năng của Chúa đang ở cùng với chúng ta ngay bây giờ. We speaking about power. Chúng ta nói ra quyền năng. Hallelujah. Hallelujah. How many people feel the power of God now? Raise your hand. Bao nhiêu người trong số bạn cho em kinh nghiệm được cái quyền năng của Chúa đang vận hành? Raise your hand. Xin hãy giơ tay của mình lên. Hallelujah. 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 And also we have anointing. Và rồi chúng ta cũng có sự sức dầu của Chúa nữa. 1 John 2:20. Giăng nhất chương số 2 và câu số 20. Giăng nhất chương số 2 câu số 20. Lời Chúa nói với chúng ta rằng là về phần các con đã được đấng thánh sức dầu và tất cả các con đều có sự hiểu biết. But you have an anointing from the Holy One. Yeah. And chúng ta, you know all things. Yeah. Và chúng ta có được sự sức dầu của Đấng Thánh và chúng ta hiểu biết tất cả mọi điều. Hallelujah. Hallelujah. When you are anointed, you are not natural person. Khi mà chúng ta nhận được sự sức dầu đó thì chúng ta không còn là một con người tự nhiên nữa. But you are supernatural person. Nhưng mà chúng ta là một con người siêu nhiên. You are not regular person anymore. Chúng ta không phải là một người tầm thường nữa. Because the anointing poured upon you. Yeah. Bởi vì sự sức dầu của Chúa đã tuôn đổ trên đời sống của chúng ta rồi. Hallelujah. 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 We have to realize that we are anointed people. Chúng ta cần phải nhận thức được rằng chúng ta là những người đã được Chúa sức dầu. We are able to talk to rich people. Chúng ta đã có khả năng, đã có quyền năng, đã có sự sức dầu để rồi chúng ta đi ra và vươn đến những người khác. To the people with power in the government. Yeah, để rồi chúng ta có thể vươn tới họ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta để rồi chúng ta. There is no excuse when we are anointed. Yeah, chúng ta không có thể biện hộ cho cái vấn đề rằng mình nói rằng là mình không có cái sự sức dầu được. No more rich people will reach the rich people. Yeah. Rich people. Rich, yeah. Yeah. So, shy people, rich, shy people. No, it's no more. Không có kiểu là cái người giàu thì mới đi vươn tới cái người giàu được, đi truyền giáo cho người giàu được. Rồi mấy cái người nghèo thì mới đi truyền giáo cho người nghèo được. Cái bức tường ngăn trở đó nó bị không còn nữa. Because the Bible said we can touch anybody around us. Bởi vì khi mà Kinh Thánh nói cho chúng ta biết là khi mà chúng ta được sự sức dầu của Chúa, bị quyền năng của Chúa trên đời sống của mình. We have everything needed. Mình có thể đồng chạm, mình có thể vươn tới rất là nhiều người là những cái người mà đang có nhu cầu, chúng ta có thể vươn tới và đáp ứng nhu cầu của họ. We decide to do that. Chính chúng ta là người cần phải đưa ra quyết định là mình có làm hay không làm. When we have new born. Khi mà chúng ta new creation. Khi mà chúng ta đã làm một tạo vật mới rồi, chúng ta cần phải đưa ra quyết định cho chính mình. And we have sign and wonders. Và rồi chúng ta có gì nữa? Chúng ta có những cái dấu kỳ và phép lạ đi cùng với chúng ta. When Jesus on earth, he teaching, proclaiming kingdom of God, healing among people. Khi mà Chúa Giêsu ở trên đất này thì Ngài rao giảng phúc âm về vương quốc của Đức Chúa Trời, Ngài chữa lành mọi người, Ngài đuổi quỷ, giải cứu mọi người. Matthew 4:23. Ở trong Matthew chương số 4 và câu số 23. Matthew chương số 4 câu số 23.
Lời Chúa nói với chúng ta rằng Đức Chúa Giêsu đi khắp miền Galilê dạy dỗ trong các hội đường, truyền giảng phúc âm nước thiên đàng và chữa lành tất cả bệnh tật trong dân chúng. Hallelujah. Hallelujah. And Jesus went about all of Galilee, teaching in the synagogues, preaching the gospel of the kingdom and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. That's what Jesus did. Chúa Giêsu ngài đã đi khắp miền Galilee dạy dỗ trong các hội đường, truyền giảng phúc âm nước thiên đàng và chữa lành tất cả mọi bệnh tật trong dân Mark chúng. 16, ở trong Mác chương số 16 câu số 18. 10 câu 6 10 câu số 17 đến câu số 20. Dạ. Và lời Chúa nói rằng là hãy đi khắp thế gian truyền giảng phúc âm cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được cứu rỗi, ai không tin sẽ bị đoán phạt. Người nào tin thì sẽ được các dấu lạ này kèm theo. Họ sẽ nhân danh ta đuổi quỷ, nói các ngôn ngữ mới, bắt rắn, và nếu uống nhầm chất độc cũng không bị hại. Họ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành. Vậy sau khi mà họ nói sau khi nói chuyện với họ, Chúa Giêsu được cất lên trời ngửa bên phải Đức Chúa Trời, còn các môn đệ ngài đi truyền giảng khắp nơi, Chúa cùng làm việc với họ, xác chứng bằng nhiều dấu lạ kèm theo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. And he said to them, go into all the world, preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved. But who does not believe will be condemned. And the signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons. They will speak with new languages, with new tongues. They will take up serpents. And if they think anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. Amen. That's why Jesus' last word is go. Yeah. Và Chúa Giêsu ông vừa đọc những cái câu kinh thánh hồi nãy tôi có vừa đọc đó. Và Chúa Giêsu ngài nói rằng là hãy đi. Go to the lost. Hãy đi đến go những to cái người the broken heart. Những cái người mà đang có tấm lòng tan vỡ. Share the faith with them. Chia sẻ đức tin của chúng ta cho họ. Tell them what Jesus has done for you. Nói cho họ biết rằng những điều mà Chúa Giêsu đã làm cho họ. Go with message. Đi cùng với lại authority. Đi cùng với lại những power, cái dấu kỳ phép là quyền năng, anointing, thẩm quyền, sự sức dầu, sign and wonders. Quyền năng, dấu kỳ và phép lạ. Hallelujah. 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 Amen. 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 Yeah. This is the sermon for tonight. Yeah. And I'm going to pray for you tonight. Và đó là những điều mà tôi muốn chia sẻ với ông bà anh chị em tối ngày hôm nay. Bây giờ tôi sẽ dành thời gian để rồi cầu nguyện cho ông bà anh chị em. For the people who need to come back to the Great Commission. Come back to the mission. What? To the Great Commission. To recommit. Để rồi tôi muốn cầu nguyện cho bạn chị em nào muốn tái dâng đời sống của mình cho đại mạng lệnh của Đức Chúa Trời. I want to pray for who would like to recommit their life for Jesus. For His Great Commission. Và rồi tôi bây giờ tôi khích lệ tôi muốn ông bạn chị em, những bạn chị em nào chúng ta muốn tái dâng đời sống của mình để rồi chúng ta có thể sử dụng đời sống của chúng ta để mà hoàn tất đại mạng lệnh của Chúa, thì ông sẽ cầu nguyện. Và ông bạn chị em nào mà muốn dâng đời sống của mình lên, hãy giơ tay của mình lên. Hallelujah. Hallelujah. Please raise your hand. Hãy giơ tay của mình lên ạ. Hallelujah. Hallelujah. Father God in heaven. Cha yêu thương của con ở trên trời. Forgive me for my sin. Just follow my word. Hãy lặp lại theo lời của tôi, cha của con. Follow my word. Xin my Lord in heaven. Xin cha của con ở thiên thượng, cha thiên thượng forgive của con. My sin. Xin tha thứ cho tội lỗi của con. God help me to on fire. Xin giúp đỡ con được đầy dậy lửa của Ngài. For you again.
Để con phục vụ Ngài. To do the word of Jesus. Để chúng con có thể làm công tác Chúa Giêsu. Being disciples of Jesus. Trở thành một môn đệ của Chúa Giêsu. Being about your business. Like never before. Để chúng con có thể làm công tác mà Ngài đã giao cho chúng con làm như trước đây chưa từng làm. May I glorify for you. Hầu cho đời sống của con có thể dâng vinh hiển lên cho Ngài. For all my life on earth. Cho cả cuộc đời của con ở trên đất này xin dâng cho Ngài. May you always be King of Kings and Lord of Lords here in everything I do. Xin để cho con, để con xin nhận Chúa Giêsu là Chúa, là chủ cuộc đời của con. Ngài là vua và trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa. Hallelujah. Thank you God for calling me. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã kêu gọi con. Thank you for choose me. Cảm ơn Chúa vì đã chọn con. To be a follower and your disciples. Trở thành một người môn đệ của Ngài. Send me and use me, God. Xin sai phái con và xin dùng con, Chúa ơi. Hallelujah. Hallelujah. I believe you are great in me. Con tin rằng là Ngài là đấng vĩ đại ở trong con. I'm in you. Và con ở trong Ngài. In Jesus' name, Almighty. Trong danh quyền năng của Chúa Giêsu. I pray. Con cầu nguyện. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you very much. Cảm ơn Chúa, cảm ơn bạn anh chị em rất Thank nhiều. Thank you very much everyone. Yeah. God bless. Chúa ban phước cho bạn anh chị em. Now we take time to pray for people or something. Sure. Okay. Dạ, ông bạn anh chị em nào có nhu cầu cần cầu nguyện xin mời ông bạn anh chị em giơ tay phát biểu ạ. And right now I have friends from Harvest Academy. Bây giờ thì tôi có một số người bạn ở trên ở trong trường trường Harvest Academy, trường truyền giáo đó. They will pray. Họ sẽ if cầu they nguyện. Are, prayer request. Nếu mà có ông bà anh chị em nào có nhu cầu cầu nguyện thì những anh em học trong trường truyền giáo đó sẽ cầu nguyện cho ông bà anh chị em. Giờ này xin mời ông bà anh chị em có nhu cầu cầu nguyện bệnh tật hay bất kỳ nhu cầu nào của mình xin vui lòng giơ tay lên ạ. But before that, I want to check. Is there anybody before this sermon sick and now is healed already? Please raise hand. Nhưng mà trước khi mà cầu nguyện đó thì tôi muốn kiểm tra một cái điều, đó là tôi muốn hỏi rằng là trước có ông bạn chị em nào trong buổi nhóm này nha, trước buổi nhóm thì bị bệnh nhưng mà trong khi mà nghe giảng lời của Chúa thì mình thấy mình tự nhiên mình hết bệnh luôn, thì ông bạn chị em có thể giơ tay lên ạ. Để cái because we know the power of God working when we are talking. Bởi vì ở đây là chúng ta thấy có quyền năng của Chúa đang hành động khi mà chúng ta đang nói giao rao giảng lời Chúa. Xin mời cô Please testimony. Phạm My Thuần, xin cô hãy nói ạ. Nãy tôi đau cái lưng rồi một xương cầu nguyện, tôi cầu nguyện theo. Tôi đang đau đó, bây giờ thấy nó khỏe, hồi nãy nó đau nó khó, nó tức chịu. She have the back pain cảm before ơn Chúa. The cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư. Chúa ban phước cho cô My Thuận. She have the back pain before the message, but when you finish the message and you just pray around and she totally heal, she feel better. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa thật tuyệt vời. And we know Jesus with us. Chúng ta biết rằng là Chúa Giêsu ở cùng với chúng ta đúng không ạ? More people, please ask. Yeah. We have to check. Có nhiều người nữa chúng ta cần phải kiểm tra lại. Anyone? Còn ai nữa không ạ? Hallelujah. Hallelujah. Rồi bây giờ mình có ai nhu cầu cần cầu nguyện không ạ? We move to ask somebody need to pray. We have somebody here. Mình có cầu nguyện, mình xin vui lòng mở camera lên ạ. Xin mời chú Ngô Công Lý ạ. Con cũng nhờ một sư cầu nguyện, con mắt nó bị cồm đó, bây giờ nó mờ quá rồi, không có
mà dòm thấy chữ được ra, bây giờ nhờ một sư cầu nguyện dùng cái hai mắt nó bị tùm đá. Yeah, his eye have the spot in his eye, so he cannot see it clearly, and it's more and more blind. All right. They need a prayer, right? Yeah. Okay, I would like to ask Sister Kim. Yeah, xin mời cô Kim. Cô Kim sẽ cầu nguyện cho chú Ngô Công Lý ạ. Nếu mà cô Kim cầu nguyện tiếng Việt luôn ạ. Dạ. Cảm tạ Chúa. Xin Chúa Lý hướng lòng về Chúa. Thế thì giờ này, trời chúng con xin trình dâng lên Cha. Buổi tối ngày hôm nay thật phước hạnh. Trong thời gian này con biết sự hiện diện của Chúa Giêsu đang ở cùng với chúng con, Thánh Linh ở cùng với chúng con. Ngay thời gian này con nhân danh Chúa Giêsu Christ mà công bố sự chữa lành trên mắt của Chúa Lý ngay thời gian này. Hạt cơm phải lui ra khỏi mắt chú và được chữa lành. Chú Lý hãy tiếp nhận sự chữa lành ngay thời giờ này. Be healed in Jesus' name. Amen. Your eyes be healed in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Chú làm chứng lại xem mắt chú cảm thấy như thế nào. How do you feel? Can you open your eyes? Chú Lý mở mắt ra nhìn xem. Dạ, thấy rõ hơn nãy cô. Cảm tạ Chúa. He said he can see clear. Bây giờ chú công bố mắt con đã được chữa lành. Con tiếp nhận sự sáng từ Chúa Giêsu. Nhân danh Chúa Giêsu xin sự sáng siêu nhiên của Chúa động chạm vào Chúa Lý ngay thì giờ này. In Jesus name. In Jesus name. Amen. 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 You're right. Chú cảm tạ Chúa. Clear right now. Hallelujah. 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 Thank you. Cảm tạ Chúa. Hallelujah. 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 Mắt chú sáng lại. Cảm tạ Chúa. Dạ rồi. Chú Lý thấy sáng lại như thế nào rồi ạ? Có thể nói rõ hơn một chút được không ạ? Yeah. Please translate to English. Yeah. I will ask him to testimony. Có thể nó sáng được 10 mà nó sáng được cũng cả năm mà. Dạ, yeah, 50%. Dạ. His eye is clear 50% than before. Right. Wow. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Jesus touched you already. Father. Thank you. Thank you, Sister Kim. Yeah. Jesus came, you can pray one more time for 100% healed. Amen. Okay. Amen. Bây giờ, one more time. Cảm tạ Chúa. Vậy, bây giờ còn 50% còn lại. Sẵn luôn nha. Yeah. Jesus name. Bởi đức tin, Chúa tin nhận là Chúa đã được chữa lành 100%. Ngay giờ này, cơm và sự mờ mát, những sự tối tăm phải lui ra khỏi mắt Chúa Lý ngay giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ. Be healed và sự sáng siêu nhiên của Chúa đến trên tâm trí chú, thân thể chú. Amen. Đôi mắt chú cường phải được mở ra 100% được sự chữa lành trong danh Chúa Giêsu Christ. Hallelujah. Amen. Chú thấy sao? Sáng dữ rồi cô ơi. Hallelujah. 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 More. What is it? It's 100% healing, right? Bao nhiêu Hallelujah. Praise the Lord. Chú Lý thấy rõ hơn bao nhiêu rồi ạ? À? Bao nhiêu phần trăm? Hallelujah. 70%. Chú Lý tiếp tục công bố là chú nhận sự chữa lành 100%. Ok, 100%. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Cảm ơn Chúa. It's already 100%. Yeah, chị Lê Kim nói luôn rồi. He said much clear around 70%, but he continued to declare 100%. He received 100% from healing from the Lord. Make it 100%, Sister Amen. Kim.
Như cô Kim cầu nguyện tiếp cho nó hết luôn á. Dạ, con cầu nguyện tiếp nha chú. Bây giờ xin chú nha, ngài mở mắt ra và hãy tiếp nhận sự sáng của Chúa Giêsu. Amen. Chúa Giêsu sẽ khiến cho mắt chú hoàn toàn được chữa lành để Chúa dâng sự vinh hiển lên cho Chúa. 100% được chữa lành vì sự hiện diện của Chúa ở tại nơi đây và bởi đức tin Chúa tiếp nhận và công bố sự chữa lành. Con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Amen. Chúa. Amen. Ask him to say, I already healed 100%. Chú Lý, chú thấy như thế nào? Dạ, chú Lý mở cái mic lên à. Dạ, hồi nãy tắt chú, cái mic đó. Hallelujah. Chú mở cái mic lên. Rồi, không còn cộm nữa mà nó thấy sáng dữ luôn à. Hallelujah. 100% không chú Lý? Dạ, 100% luôn. Hallelujah. Hallelujah. English, please. Ngợi khen Chúa. You can see clearly. Wow. Okay. See clearly now. No more spots in our eyes, and he said that 100% healed. Hallelujah. Chúa, chú Lý tiếp tục dâng vinh hiển cho Chúa bằng cách làm chứng lại ha trong hội thánh cho những người xung quanh của mình về việc phép lạ Chúa làm cho Chúa ha. Dạ. Amen, cảm tạ Chúa để làm chứng lại cho tất cả những anh em mà họ cũng chưa biết Chúa, mình cũng làm chứng thấy để cho họ cũng tiếp nhận Chúa rồi họ cũng đến Chúa mà để họ cũng được cứu như chính vì Lý đã trước đây. Yeah. Amen. Tiếp nhận Chúa nhưng mà thời gian đó thì mình cũng thiếu đức tin đi, ra là cũng có chút chặt, ra thì nói chung ra thì cũng nhờ tất cả anh em và mục sư rồi tất cả anh em cũng cầu nguyện rồi bây giờ thì nói chung ra bệnh hoạn thì nó cũng không có bệnh hoạn gì nhưng mà chỉ có con mắt thôi, nhưng giờ Chúa chữa lành rồi, cảm tạ Chúa. Yeah, he said thank you to the Lord that healed her, him, and he will go out and testify to many, many people. Oh, wow. Yeah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Yeah, wow. Cảm ơn Chúa. Rồi, xin mời bạn xem nào, chúng ta có nhu cầu cần cầu nguyện nữa, xin vui lòng giơ tay lên ạ. À. Yeah. Xin mời cô Mến. Yeah. Ừ, cô nhờ cũng chưa cầu nguyện, thôi á, cô khám với giãn tĩnh mạch dò với tràn dịch khớp gối, nó nhức dò, nhức lưng. We can ask Pastor too. We can ask not only one, but you know, many in one call. Yeah, bây giờ mình hỏi we can là, ask, rồi, you know, rồi. Cô Mến là maybe 5 or 10 people in one pray. Yeah, bây giờ cô Mến nói lại đi ạ. Bị tràn dịch khớp gối với giãn tĩnh mạch dò với cột sống. Cô nói xíu để chậm chậm để con ghi lại. Dạ rồi, cô Mến nói lại. Bị tháo qua cuộc sống với tràn dịch khớp gối với mà giãn tĩnh mạch dò cũng chưa. Nhất hai nhỏ. Mất ngủ được phải không cô? Mất ngủ với tà linh nó ô theo. Miễn giãn mà ngủ mà cứ dừng hết giãn là nó không ngủ được, tức hoài. À, lên nữa thì ok. Xin mời cô đang sử dụng cái tài khoản là Galaxy đó, xin mời mình mở lên ạ. Galaxy A202 nè. Mình mở cô Mến. Dạ cô Mến giữ im đó đi ạ. Dạ con mời cô khác ạ. Dạ cô Mến giữ đó xíu nữa mình sẽ tiếp tục cầu nguyện cho cô. Xin mời phát biểu ạ. Xin mời Galaxy A02S. Dạ, mình có thể mở camera lên và phát biểu ạ. Dạ, xin mời cô okay. Cô nói ạ. Dạ. Xin mời cô nói đi ạ. Trần Thí Giao. Trần Thí Giao mà bệnh tháng nào cũng vô máu loạn tỉ xương á, giờ nó nhức sống nữa mục sư. Giờ mục sư cầu nguyện. Tại sao lại vô máu mỗi tháng? Nhức sống, có quá xương sống. Thoái hóa cuộc sống. Thoái hóa cuộc sống thì thoái hóa. Bệnh ăn thận nữa. Bệnh ăn thận nữa. Tức là một tháng nào cũng phải đi truyền máu hả? Tháng nào cũng truyền máu chứ mục sư.
Dạ rồi, để con báo cho ông. Rồi. Còn mẹ chưa có chữa lành không nặng làm chứng. Dạ, the sister, the first sister named Sister Men, you can take a note like she have the problem with like she have a back pain, spinal degeneration, and she have a problem with the knee effusion, and he have problem with the vein, the varicose vein, and she cannot sleep well, and she feel that the evil spirits attack her, and the second sister is Sister Yao. She have to go to the hospital to do blood transfusion every month, and she have problem with the back pain, and it's called like the first sister, the back pain is degeneration, DCO, and she have problem with the kidney cyst. Yeah, we have two sister here. Ông bà chị em còn ai nữa không ạ? Xin vui lòng giơ tay lên ạ để ông cầu nguyện chung một lần luôn ạ. Okay, we'll pray right now. Yeah, we have two people only. Yeah. Sure. Okay. Yeah. Ma'am. Can they follow my prayer? Bây giờ xin mời hai cô lặp lại theo lời cầu nguyện của tôi. Oh, there are two more. Pastor two, please add them. Yeah. Yeah. Xin mời mở cái camera lên ạ. Yeah. Chú there are two more raised hand. Yeah, I want them to be in one. Yeah, và chú Trần Văn Quang, Nguyễn Hồng Lan, xin mời chú phát biểu ạ. One more there. Yes, okay. Thưa, nếu nhất cần sống rồi, nếu nhất cần cổ rồi, nhất cái lưng. Rồi mình ngồi gì đây xuống đi ngồi không được á, mục sư. She have problem with the neck, the back pain, and she cannot walk well and cannot sit well. Cũng có thiếu canxi đó một sự. She said that she not enough calcium in her bone. Sister Lang, yeah. Okay. That's all. Yeah, xin mời cô Thiên Minh ạ. Dạ, xin mời cô nói ạ. Dạ, chỉ có như vậy thôi đúng không, cô Lan? Dạ. Yeah. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Dạ. Dạ, xin chào mục sư, xin chào. Xin chào mục sư và xin chào hội thánh. Tôi bị đau xương khớp á, viêm đa khớp và bị cái trí nhớ nó giảm á, nó mất trí nhớ. Rồi bị khi sau khi sanh đi tiểu mất kiểm soát á. Cô mới sinh hay là sinh lâu rồi ạ? Cô sanh lâu rồi nhưng mà ý là sau này, thời gian sau này mới bị như vậy. Yeah. Okay, the first sister, Sister Lan, I told you before, and now sure. Sister Min. She have the like polyarteritis. That mean the joint have problem. The joint with sure. Okay. Yeah. In many joint. And the second thing she have is he lost the memory. Easy to lose memory. Cannot remember something very long. And the third thing is when after she giving birth. She lost the control of urination. Go to toilet, urination. She lost the control of it after give birth many years ago, and it's until now. All right. Yeah. That's all. Yeah. Chỉ có vậy thôi. Hello. Yeah. Hello, xin chào mục sư. Okay. Let's pray. Bây giờ mà ông bà anh chị em chúng ta đang ở đó, xin mời mình lặp lại theo lời cầu nguyện của ông ạ. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. In Jesus' name. Trong danh của Chúa Giêsu. All sickness. Tất cả mọi bệnh tật. Tất cả mọi bệnh tật. Đi ra khỏi thân thể ta. Right now. Đi ra khỏi thân thể ta. Bây giờ.
All sickness out. Tất cả right mọi bệnh now. Tật đi ra ngay bây giờ. Whatever sickness you have is out. Right tất cả now. Những bệnh tật đang trên thân thể ta đi ra ngay bây giờ. Tất cả những bệnh tật trên thân thể ta đi ra ngay bây giờ. In Jesus name. Trong danh Chúa Giêsu. Whatever sickness you have. Người là ai? Mention it. Mention it. Hãy gọi tên cái Say tên it. Bệnh. Gọi tên cái bệnh của mình và hãy nói đuổi nó đi. Say to the sickness out. From my body. In Jesus name. Hãy nói với cái bệnh tật của mình, ra lệnh cho nó ra khỏi thân thể của mình. Cái bệnh đó, gọi tên cái bệnh của mình đó, đuổi nó ra. Nghe nên Chúa Giêsu đuổi nó đi. In Jesus name. In Jesus name. Everybody heal. Tất cả mọi người được lành. Ngay bây giờ. In Jesus name. Trong danh của Chúa Giêsu. Tất cả mọi người được lành. 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 Tất cả mọi Amen. You are all healed. Tất cả ông bà chị em được lành. You're healed already in Jesus' name. Ông bà chị em đã được lành trong danh của Chúa. Amen. Chúa đã chữa lành, chữa lành. Amen. Chúa đã chữa lành 100%. Amen. Amen. Please check, Pastor. 100%. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn mục sư. Amen. Cảm ơn mục sư. Chúa đã chữa lành cho con 100%. Khỏe mạnh, khỏe mạnh, bình an, bình an. Công bố bình an. Chúa chữa lành con hoàn toàn. Yes. Yes. Chúa chữa lành. Amen. Amen. Okay. Ma'am. Amen. All of you, please stand up. Tất cả các cô xin mời đứng lên ạ. In Jesus' name, please stand up. In Jesus' name. Gọi đức tin của mình đứng lên. Cô giàu đứng lên luôn ạ. Please. Cô mến nếu mà được đứng lên. Hallelujah, hallelujah. Stand up in Jesus' name. Đứng lên trong danh của Chúa Giêsu. Wow. Clap your hand. Hãy vỗ tay của mình. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Please stand up. Please stand up. Đứng lên, hãy đứng lên ạ. Hãy đứng lên. Check your sick. Check your illness. Hallelujah. Now jump. Please jump, man. Just three times. Jump. Các cô ngồi xuống. Nhảy lên. Xin mời các cô nhảy, nhảy, nhảy. Dạ. Please stand up and jump. Hãy đứng lên và nhảy. Hãy bươn hết cỡ của cơ thể của mình ra. Cô mến hãy đứng lên và nhảy đi ạ. Cô giàu cũng đứng lên và nhảy đi ạ. In one, two, three. Giờ đếm tới ba mình nhảy lên nha. Nhảy ba cái nha. Một, hai, ba. Hallelujah. Nhảy ba cái. Một, hai, ba. Nhảy lên, nhảy đi ạ. Please jump. Rồi, hãy nhảy lên, hãy nhảy lên. À, cô giàu hãy nhảy lên, cô giàu. Ông nói là hãy nhảy lên. Please jump. In Jesus name. Don't worry. Đừng lo gì hết. Cô, ông nói là hãy nhảy lên. Yeah. Because you are healed already. Bởi vì các cô đã được lành rồi. Healed already, ma'am. Amen. 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 Hãy nhận và bạn em sẽ được nhận. Hãy tin vào bạn em sẽ có cái điều đó. Hallelujah. Amen. Yeah, okay. Yeah. Okay. Yeah. Go ahead, Pastor Tu. Hallelujah. 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 Rồi, dạ rồi. Cảm ơn Chúa. Bây giờ xin mời ông bạn em nào là được chữa lành thì xin làm chứng lại ạ. Dạ. Như thế nào rồi ạ? Cô Mến, cô Dầu, rồi cô Lan, rồi cô Minh dạ, thấy như thế nào rồi ạ? Xin vui lòng làm chứng lại.
Dạ xin mời phát biểu. Nghe nó nhẹ Pastor một Tú, they can testimony. Dạ. Rồi cô xin mời cô giàu nói trước ạ. Nghe cái lưng đó, nó nhẹ rồi. Dạ. Có một kia, có một sư. Cô giàu là làm cho con 100%. Nhưng mà còn đau không? Cái lưng nhẹ dữ rồi. Yes, her back pain is very very light now. She believe that. Còn đau miếng nào không cô? Cô Minh cũng còn chữa lành được khoảng 50%. Đau cái vai nè, mà một thứ nó cái vai nè. Vai nó yeah. mỏi. Nãy có đâu có bệnh nhân đây bây giờ. Ok, sister giàu here, if you really lie in the back bend, but the shoulder, she have problem in her her hand, her shoulder. Thưa mục sư thì cô Minh cũng được chữa lành khoảng 50% ạ. Sister Minh 50% heal. Oh, it's one 50%. In his hand, her hand. Her hand. Cảm ơn chú. Sister Yao here. Sister Yao, she have numb in her hand. And Sister Min, she have 50%. Okay. Right hand. Yeah. Bây giờ cái cô Yao bị đau cái tay nào thì giơ cái tay đó lên ạ. Tay này nè. Rồi giơ cái tay lên. Được. Yeah. Which one? 50%. Sister Thiên Minh. Thiên Minh. Minh. Sister Minh. Yeah. Okay, ask them to have a 50% heal, 50% heal, whatever it is. Yeah, touch it with your hand. Yeah, rồi. Put your hand on the sick, on the 50%. Đặt cái tay của mình lên cái chỗ mình đau nha. Rồi đặt cái tay của mình lên cái chỗ mình đau. Rồi. In Jesus' name. Trong danh của Chúa Giêsu. Amen. You heal 100%. Yeah, hãy được lành 100%. Okay. Accepted. Now you heal 100%. Là Chúa đã chữa lành cho con và con 100%. Amen. Say I'm healed 100% in Jesus name. Nói rằng là tôi được chữa lành 100% trong danh của Chúa Giêsu. Trong danh Chúa Giêsu, tôi được chữa lành 100%. Con chữa lành anh em chị em con và con 100%. In Jesus name. Trong danh của Chúa Giêsu. Hallelujah. Chị em con và con chữa lành 100% trong danh của Chúa Giêsu. Amen. Can we check? Yeah, Pastor Tư, you can check again. Yeah, bây giờ cô giàu với cô Minh thấy thế nào rồi ạ? Khỏe rồi, mục sư. Dạ, cái tên còn tê không? Còn tê không ạ? Chúa. Dạ, no more numb in her right hand. Hết tê rồi đúng không cô ạ? Còn hết rồi ạ. Cảm ơn Chúa, cô đức tin là Chúa đã chữa lành là 100% từ đỉnh lầu tới xương gốc chân hết. Nhưng mà cô đã được chữa lành rồi. Bình an, bình an. Không có gì mâu thuẫn không ạ? Không. Có di trùng bao tử nữa. Dạ nhưng mà cô nói thấy cái tay bây giờ mà nói sự thật đi ạ. Rồi bây giờ cô thấy thế nào ạ? Nó nhẹ dữ là 10 phần chắc nhẹ cỡ 7 rồi. Dạ she feel cổ, like cái gân cổ này nè. Dạ the shoulder is like 30% left. Amen. Any more? Dạ, còn cô Minh thì thế nào rồi ạ? Còn cô giàu với cô Mến thì thế nào rồi ạ? Khỏe cỡ 70% mà nó một chút. Cái gân cổ này dài. Dạ, có hỏi cô Minh với lại cô Mến, cô giàu ạ. Cô
Dạ cô Minh thấy thế nào rồi ạ? Hallelujah, cô Mến thấy thế nào rồi ạ? Cũng rất chuyện sống là mẫu chơi mà giò nó còn nhất. Yeah, see, back, Sister Mến, back band is fine. Hết, bớt là bớt bao nhiêu phần trăm cô, hay là bớt hết chưa, hay là như thế nào? Bớt là bớt 50 à. Dạ, còn cái chân của cô thì có bớt miếng nào không, hay là không có bớt miếng nào hết? Chân nó còn nhức mà nhức chân trái nhiều, chân mặt cũng nhức mà ít, chân trái nó nhức nhiều. Dạ, yeah, see, like 50% in the back pain is left, and the legs still have. Còn cô Lan thì thế nào rồi ạ? Cũng còn nhất giảm chừng 30% gì đó một sự, tại vì nhất theo khớp gối nè, nhất theo xương sống, nhất theo cái chân có cần cộng đó, cũng là giảm gì đó một sự chứ không. Dạ, yeah, she feel lighter but still 70% left. Okay. Yeah. Which one has not 100%? Yeah. We will pray again. Dạ, yeah, bây giờ ông bà chị em nào mà chưa có được hết 100% thì bây giờ mình sẽ cầu nguyện tiếp. Và mình phải tin rằng là Chúa là bây giờ đang hành động và quyền năng của Chúa đang ở đây ạ. Because it means that you already get touched, but not 100%, right? Dạ, yeah. Bởi vì ông bà chị em đã được chữa một Don't lần, worry. Ông bà chị em đã được nhẹ nhẹ rồi đó, Don't thì có worry. Nghĩa là ông bà chị em đã được Chúa đụng chạm rồi. Nhưng mà đừng có lo lắng. Yeah. If Jesus can heal you 50% or 70%, meaning that he can do that for 100%. Nếu mà Chúa đã làm cho ví dụ như là 30% hay là 50% thì có nghĩa là Chúa có thể làm hết được cho nhà ông bà ông cho cô chú anh chị. No problem, don't worry. Đừng có lo lắng gì hết ạ. Jesus is Jesus. Yesterday, today and forever is Jesus. Chúa Giêsu ngày hôm qua, hôm nay đến đời đời không bao giờ thay đổi, quyền năng của Ngài vẫn luôn luôn như ngày xưa. Amen. When the anointing pour on you, you heal 100%. Right. Chúng ta tin rằng là Chúa ngài chữa lành chúng ta 100%. Just don't worry. Đừng lo lắng gì hết. No doubt on him. Đừng lo lắng gì hết. Right. Close your eyes. Nhắm mắt của mình lại ạ. And say in Jesus' name. Trong danh của Chúa Giêsu. I'm healed 100%. Tôi được lành 100%. Tôi được lành 100%. Thank you, Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Thank you, Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Đức tin là Chúa đã chữa lành cho anh em chúng con và con 100%. Amen. Amen. Con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Amen. Con thờ phụng Chúa. We can check. Rồi bây giờ xin kiểm tra lại ạ, cô Lan và cô Mến. Amen. Cảm ơn Chúa được chữa lành này một sư ơi. Cảm ơn Chúa. Chữa lành là hết luôn chưa ạ? Cũng còn biết hay hay à, cũng còn Chúa công bố Chúa được chữa lành 100% luôn chưa? Dạ, chữa lành chưa hết là chưa có được hết. Dạ. Bây giờ mình để xem con sẽ báo lại cho ông. Cô Mến thì thế nào rồi ạ? Bớt thì một sư ơi, dọa bớt nhất à? Bớt hay là hết? Bớt rồi. À, bớt bao nhiêu phần trăm ạ? À? À, 70. Cái giò này không phải nó nhức bệnh của chưa bị tà linh nó nhức đuổi đuổi thì nó ra rồi không đuổi cái nó vô lại vậy đó. Chứ không phải nhức sao, bệnh đâu. Sao nó có thể vô lại cho cô được? Nó phải có một cái cửa nào đó mới vô được. Chứ không phải nhức bệnh mà uống thuốc thì cũng không hết chứ. Cầu nguyện đuổi đuổi vậy nó ra. Từ trường hợp cô cứ tin là nó vào thì nó sẽ cứ tiếp tục vào thôi, cô không cho phép nó vào nữa. Cô nhân danh Chúa Giêsu không cho phép nó vào nữa thì nó không được phép vào, cô ha. Chứ không phải là nó muốn vào là nó vào đâu. Rồi. Sister Lang here, she feels something left, and Sister Mến, she said that the evil in her leg. So sometimes it's come back and pain and left and pain come back. Okay. Yeah. Yep. Ma'am, you have to keep saying that I'm healed in Jesus' name. Yeah, xin mời các cô, các cô hãy cứ tiếp tục nói rằng là tôi đã được chữa lành trong danh Chúa Giêsu. And we have to know the principle in the Bible saying that
As a followers, we have right to heal. Yeah, và chúng ta phải ý thức to get được a good là help. Chúng ta là những người thuộc về Chúa Giêsu, chúng ta có quyền để có được cái sức khỏe thật là tốt và có quyền để mà không một bệnh tật nào cũng như là ma quỷ được phép tấn công chúng ta. Yes, we are going to be old, but not sick. I've read the Bible many times. Complete. Dạ, yeah. Kinh Thánh nói rằng là khi mà Chúa Giêsu chữa lành là chữa lành hoàn toàn chứ không có kiểu chữa lành một nửa vời đâu ạ. Chúa Giêsu đã chữa là chữa hết, nhờ cho nên phải tin đúng. It is normal to become old. Yeah. But it is not normal to become sick as a yeah. Christian. Yeah. Cơ đốc nhân á thì là được khỏe mạnh là điều bình thường, còn cái điều không bình thường đối với cơ đốc nhân là điều bị bệnh, là không có đúng lẽ thật. And we can we of course we can be an old woman, old man, but not sick, right? There's no verse in the Bible saying that when you're going old and you get a sickness or something like that, it's not in the Bible. Chứ nó không có nói rằng là mình sẽ bị bệnh đâu. So we have to change our mind. Cho nên mình phải thay đổi cái tâm trí của mình, đừng có nghĩ rằng là ô mình làm cái này cái kia bị bệnh, ma quỷ tấn công mình bị bệnh, mình phải thay đổi đi. Kinh Thánh nó nói cho mình là mình được chữa lành hoàn toàn, mình là con của Chúa, mình có quyền được chữa lành. When we are getting old, khi mình già, maybe we become weak. Có thể chúng ta sẽ yếu hơn một chút. With old body. Với cái thân thể của mình cảm thấy sẽ hơi yếu hơn But một not chút. Sick. Nhưng mà không phải bị bệnh, yếu không có nghĩa là bị bệnh. We have right to heal. Chúng ta có quyền để rồi We được right hoàn toàn được lành. To live with good health. Chúng ta có Christ. Quyền để rồi chúng ta nhận được để sống ở trên đất này một cái đời sống khỏe mạnh ở trong Chúa Giêsu, không có phải bị bệnh. Mình phải thay đổi cái suy nghĩ đấy, đừng có nghĩ là mình già mình bị bệnh. I encourage everybody to keep reading the Bible. Tôi khích lệ so you can understand it. Tiếp tục đọc Kinh Thánh để rồi mình có thể hiểu được. And then you can you know build your faith from there. Rồi mình có thể cầu nguyện theo những cái lời của Kinh Thánh rồi mình có đức tin in hơn cái lời Kinh Thánh nói. Trong cái Tân Ước á, there is no one không die ai. From sickness. Không có ai chết vì bệnh hết. The disciples. Trong vòng các môn đệ của Chúa Giêsu không có ai chết vì bệnh hết á. They die because they you know the gospel. But not Họ the chết sickness. Bởi vì họ bị bắt bớ, họ bị tử hình chứ không phải bây giờ bị bệnh, không có ai hết. So don't worry. Cho nên ông bà chị em đừng có lo lắng. And keep keep believing in it. Because you have right. Hãy cứ tiếp tục đặt đức tin của mình nơi Chúa Giêsu. I will pray once again. Bây giờ tôi sẽ đầu cầu nguyện lại một lần nữa. And we can close that. Yeah. Và rồi chúng ta sẽ coi kết thúc buổi nhóm ngày hôm nay. Okay, we pray once again. In Jesus' name. Trong danh của Chúa Giêsu. All sickness healed. Mọi bệnh right now. Được chữa lành. I ngay bây giờ. All sickness or whatever reason makes sickness in Jesus' name. You out right now from the sickness body. You out now. In Jesus' name. Amen. Trong danh Chúa Giêsu tất cả mọi bệnh tật dù do nguyên nhân gì nữa phải đi ra khỏi anh em ta ngay bây giờ trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Okay. Yep. Thank you, Pastor Tu. We will list they already get touched. Yeah. Just a matter of time. Amen. Hallelujah. Don't worry. Happy New Year. Keep in mind that you are healed already. Yeah, cảm ơn bạn chị em. Yeah. Luôn luôn dự nhớ điều này trong đầu của mình rằng Chúa Giêsu đã chữa lành chúng ta rồi. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Tấu. Xin nhường giờ lại cho người hướng dẫn đây ạ. Thank you very much. Vâng, anh chị em con được chữa lành, Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Dạ, anh chị giờ này xin mời thần sư Hà Thiên Tú ạ sẽ đại diện cho hội thánh mắt thương ái gửi lời cảm ơn đến các mục sư ạ. Dạ.
Thiên ái Baptist Church want to thank you, Pastor Daniel, so much for your service and your hard working today. And we would like to thank you, the Harvard Academy and Sister Kim Gardiner, to minister to us today. And Pastor Vincent and many brother and sister in the Harvard Academy to join with us today. God bless you all. Thank you so much for join with us. Dạ xong rồi đấy. Cảm ơn về thành tú. Dạ thì giờ này chúng ta có thể mở mắt mở cam lên chào nha. Dạ có cầu nguyện chúc phước gì không em? Dạ nếu được xin một từ. Dạ Pastor Daniel, please bless the people after when then we dismiss. We'll close the. We pray? Yeah. Okay, we pray. Hallelujah. Father God, thank you for all the marvelous things you've done tonight. Yeah. Cái thiên thượng của con cảm ơn Ngài vì những cái điều tốt lành mà Ngài làm cho chúng con, bày tỏ giữa vòng chúng con buổi tối ngày hôm nay. Thank you for the love that you have revealed to us tonight. Cảm ơn Chúa về tình yêu thương Ngài đã được bày tỏ ra cho chúng con buổi tối ngày hôm nay. Your power we receive. Yeah. Cảm ơn Chúa về quyền năng của Ngài thực sự đã cứu độ chúng con. We pray for all the words that you have sown into our hearts this day. Chúa ơi, con cầu nguyện được rồi tất cả những cái lời Chúa, những hạt giống mà Ngài đã gieo vào trong lòng của chúng con tối ngày hôm nay. We pray for all the ministry in Vietnam. Especially Thiên ái Baptist Church. Chúa ơi, con cầu nguyện cho tất cả chức vụ của Chúa tại nhà ông bà chị em của con tại Hội Thánh Thiên Ái. To keep focus on the Great Commission. Hãy cứ tiếp tục để rồi tập trung vào đại mệnh lệnh của Chúa. We pray for Pastor Bao and the team. Chúng con cầu nguyện cho một sứ bảo và ban đội ngũ làm việc của ông. Pastor Tu and Sister Lam. Một sư Tú và cô Lam. We pray in Jesus' name. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. So they keep doing this great commission. Để rồi tất cả anh em chúng con cứ tiếp tục để mà hoàn tất và thi hành đại mệnh lệnh mà Ngài đã giao. And we pray for them to produce the wonderful things. Dạ, yeah, con cầu nguyện rồi tất cả anh em con có thể hoàn tất được cái sứ đại mạng lệnh đó, Chúa ơi. And great blessings to many in Vietnam. Dạ, yeah, Chúa ơi, và con khai phóng công bố phước hạnh của Chúa trên tất cả mọi người ngay bây giờ. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa Giêsu. For yours is the kingdom. Yeah, bởi vì the power and glory. Yeah, vì quyền vinh hiển và tonight and forever, mà. Và oai nghi thuộc về Ngài từ nay cho đến đời đời vô cùng. In Jesus' name. Trong danh Amen. Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Amen. Dạ. Yeah. Yeah. Bữa nhóm chúng ta đến đây là kết thúc. Xin mời bạn anh chị chúng ta có thể